đề nghị phải đề nghị mặt trận tế. Rồi bắt đầu công an biên phòng kéo ra rất là đông. Bảo vệ rồi công an biên phòng rồi rất nhiều lực lượng đang kéo ra. Chắc là sẽ có xô xát. Bắt đầu có xô xát rồi. Bắt đầu có xô xát rồi. Đây bắt đầu là bây giờ là bên bọn cảnh sát cơ động bắt đầu tràn ra khống chế. Rất là nhiều người bà con mình ngã xuống rồi. Rất là nhiều bà con mình ngã xuống rồi. Rất là nhiều bà con mình ngã xuống rồi. Bà con mình á là bây giờ là kéo lưới ra. Rồi bây giờ là bị cơ động coi như là các lực lượng đàn áp. Bây giờ là cũng sự chống đỡ yếu ớt của bà con đi. Lực lượng quá đông. Bắt người, bây giờ là bọn chúng bắt người rồi. Bọn chúng bắt đầu bắt người. Bắt người, đây là một bà già đã bị nằm xuống rồi.
Rồi một bà đã bị nằm xuống. Rồi rất là nhiều người nói bà chết rồi. Rồi nói công an đập chết rồi, công an đập chết người. Bây giờ dân quá hoảng quốc, bây giờ kéo ra đường, đang kéo ra đường. Rất là nhiều tiếng la, họ nói là bà đã bị đập chết. Phải làm về rồi các bạn ạ. Phải làm không? Phải nói chứ. Phải làm về đó. Để cho nó đuổi Phạm Hương Sa đi chứ, để mà người dân mình nó khổ. Cả nước đâu phải là nói là coi như là cái đâu. Thôi bây giờ đang đàn áp. Đang đánh bà con và nó một số đã bị bắt đi. Tôi đang đứng giữa đây cách khoảng chừng 5 mét là đến. Bây giờ chúng đang đàn áp tới. Điểm danh như ai chứ có điểm danh như. Alo. Alo. Đập nhau này có ngủ như kia mà đi. Đi một quay.
Bên đây chưa có cơ động công nhân nuôi cơ khu mới nhập ngũ vô địch. Ừ. Rồi, cho mấy mày đi nữa. Nữa. Điều điều đi nữa thôi. Đi tập này. Ừ, đập từ dám đập nữa. Đi. Người anh em làng con lắng giềng người chắc. Qua nó phải dẹp thôi. Thôi dân mình thôi chứ. Bẩn cù mà ông không dám đập mà. Giờ, bây giờ nhát rồi. Đập, không cho đập. Giờ không dám đâu. Ừ. Phải dẹp cho đàng hoàng chứ mà bây giờ. Hiện tại bây giờ là dân đập này, đập này mà càng đập và dân càng đứng dậy. Nó gọi là thương lượng hay nói nhỏ nhẹ thương lượng. Cái này là bức xúc quá rồi dân mới biểu tình chứ không ai mà rảnh như vậy đâu. Người ta rồi mà nói tới đây cầm bạc chứ. Cái này là trọng tài là thái từ trên phải xuống ấy chứ. Chứ không như mày chấp nhận ở trên nó chỉ đạo xuống đi mày. Không, nhưng mà nếu mà không làm như vậy thì cũng bao giờ dẹp được. Phật Môn Sa này nó cả đời luôn, và coi như là người dân mình từ từ chết hết. Bây giờ bác thấy ông vợ ngoài Quảng Ninh cửa khẩu nó là coi như là một ngày là tính là phải trên 10.000 người Trung Quốc đi qua đây để mà du lịch nè, mà đi đổ đường bộ đi nè. Tình mạng tổng hành đi là án nặng 5 năm á. Mà tê tê án mấy năm. Từ ngủ nằm ngủ kêu ngủ chụp điện. Có lẽ, có lẽ. Cái chủ lấy xe. Lấy xe đó đi. Lấy xe đó đi. Chị tự dân chạy chỗ nào. Bay qua, bay qua. Mọi người đi chạy qua đây chú chạy. Bay mới tụi mình hết. Nó như nó mới vô chỉ cặn mình đi. Có lẽ. Mà cái chỗ bụng.